Bà bầu bị chuột rút bắp chân có nguy hiểm không? Chuột rút là hiện tượng thường gặp ở bà bầu, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ. Nhưng tại sao bà bầu bị chuột rút bắp chân? Chuột rút có nguy hiểm không? Làm sao để giảm chuột rút bắp chân? Nguyên nhân bà bầu bị chuột rút bắp chân. Khi tử cung mở rộng để tạo chỗ nằm cho em bé, các cơ và dây chằng nâng đỡ tử cung bị kéo căng. Điều này có thể gây các cơn đau nhức cho các bà bầu. Đặc biệt triệu chứng này sẽ diễn ra trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Các tĩnh mạch cung cấp máu cho tử cung cũng bị đè gây cảm giác nặng nề khó chịu. Thường thì chuột rút co cơ có thể cảm nhận ngay ở vùng bụng dưới. Do u nang hình thành ngay trên buồng trứng và làm trứng rụng trước khi được thụ tinh. U nang này có chức năng quan trọng là sản sinh đủ progesterone để nuôi dưỡng phôi thai trước khi nhau thai hình thành. Ở một số phụ nữ, tử cung không nằm đúng vị trí trong khung xương chậu, thay vì nằm nghiêng ra phía trước và ngay trên bàng quang, nó lại hướng vào phía trong. Khi tử cung lớn dần, nó sẽ càng nghiêng vào phía trong hơn, tạo thêm áp lực lên các dây chằng và dây thần kinh. Cảm giác khi bị chuột rút như thế nào? Chuột rút nhẹ sẽ có cảm giác giống như cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt. Khi tử cung co bóp tạo cảm giác co giật, nặng nề trong khung xương chậu, chuột rút cũng có thể bị gây ra do việc đứng một chỗ quá lâu. Khi bạn hắt hơi, ho hay cười lớn, dẫn đến áp lực trong bụng tăng lên đột ngột cũng gây ra chuột rút. Một số cảm giác khi bị chuột rút là nặng nề, khó chịu, đau nhói. Các y bác sĩ thường căn cứ vào các cơn chuột rút ở thời kỳ đầu mang thai như một dấu hiệu nhận biết sự tăng kích thước của tử cung. Mặc dù sự phát triển của thai nhi trong 3 tháng đầu là tương đối chậm, nhưng sự thay đổi nội tiết tố và lượng máu trong vùng xương chậu của mẹ là rất lớn. Tử cung là một cơ quan tương đối nhỏ được tạo thành từ các sợi cơ có khả năng co giãn. Khi tử cung tăng kích thước, đi kèm luôn gây ra sự khó chịu cho bà bầu, trong đó có hiện tượng chuột rút. Khi nào thì hết bị chuột rút? Cho đến khi tử cung tăng kích thước và được nâng đỡ bởi các xương trong khung xương chậu, thì hiện tượng chuột rút sẽ giảm bớt. Lúc này, các dây chằng và cơ phần nào được giải thoát khỏi nhiệm vụ nâng đỡ tử cung. Khi nào mẹ bầu nên đi bệnh viện và bác sĩ để kiểm tra tình trạng chuột rút? Khi chị em cảm thấy quá lo lắng và cần kiểm tra để yên tâm. Nếu chị em thấy xuất huyết kinh nguyệt hay nổi mụn không ngừng và ngày càng tăng lên. Khi chị em thấy đau mạnh ở bụng hay trên đỉnh vai. Nếu cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao và cảm thấy không khỏe. Khi các mẹ bầu thấy tiểu tiện khó khăn. Khi không có các dấu hiệu điển hình của việc mang thai. Vì sao cần cẩn trọng khi bà bầu bị chuột rút bắp chân? Mặc dù hiện tượng chuột rút hoàn toàn bình thường, nhưng cũng có khả năng đó là dấu hiệu sớm báo hiệu nguy cơ xảy thai. Trong vài trường hợp, khi các dấu hiệu này đã rõ ràng thì khả năng xảy thai là rất cao. Ước tính trong 4 ca mang thai có hiện tượng chuột rút thì có 1 ca bị sẩy. Nguyên nhân có thể do sự đột biến nhiễm sắc thể hoặc do trứng thụ tinh không nằm đúng trong tử cung mà lại nằm ở đâu đó trong khung xương chậu. Ống dẫn trứng nhỏ và không co giãn như tử cung, do đó chỉ chứa được các trứng nhỏ. Vì vậy, có trường hợp các trứng bị to bị rơi ra ngoài, gây nên hiện tượng mang thai ngoài tử cung. Các nguyên nhân khác khiến bà bầu bị chuột rút khi mang thai: viêm ruột thừa, sỏi thận hoặc nhiễm trùng bàng quang, trứng ợ hay khó tiêu, nhiễm trùng đường dẫn nước tiểu hoặc nhiễm trùng thận, viêm tụy, táo bón, đau dây chằng tròn, thỉnh thoảng đau nhói phía trong bụng. Quan hệ tình dục làm các tĩnh mạch của xương chậu bị căng và tổn thương. Cực khoái làm cho tử cung co bóp trong một khoảng thời gian ngắn gây khó chịu ở bà bầu. Làm giảm tình trạng chuột rút khi mang thai như thế nào? Chị em nên thay đổi tư thế đứng, ngồi, nằm thường xuyên. Nên vận động nhẹ bằng cách đi bộ hoặc kéo căng cơ bắp mỗi ngày. Nên tắm nước ấm, mặc quần áo rộng, thoải mái, xoa bóp nhẹ nhàng vùng bụng. Các bà bầu nên chăm đi tiểu tiện để tránh việc bàng quang bị căng đầy gây co thắt tử cung. Uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây tươi và các loại rau để tránh bị táo bón. Không nên ăn nhiều thực phẩm chứa bột đường như bánh mì, gạo và mì Ý. Khi ngồi nên đảm bảo chân có kệ đỡ để máu có thể dễ dàng lưu thông.
Chị em nên lưu ý, bất cứ khi nào cảm nhận được hiện tượng chuột rút trong thời kỳ đầu mang thai, hãy đến ngay trung tâm y tế có kinh nghiệm để được kiểm tra kỹ lưỡng.